quay rồi. Đó. Cách 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 đúng rồi. Thôi quay quay. Xác đi, nó xác không chứ. Không chết không cả. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số tính năng mới của BigBigger nha. Và lỗi game, lỗi bùng game nha mọi người. Thì đầu tiên là mình vào khu huấn luyện thì mình không cần lùm đàn nữa, mà cũng không có đàn để cho mình lùm nha. Cái bàn để đàn cũng đã mất rồi. Vui nha mọi người. Cái này khá là hay nên mình tập trung và mình khỏi cần lùm đạn. Một lần đi xa ngồi như xuống dưới kia bắn. Cả con cái thứ hai là kéo súc cụp nha mọi người. Đây. Cái này là mình để coi là giữ nha mọi người, giữ để kéo nha, là mình giữ tay mình kéo luôn. Còn chế độ như cũ là nhấn. Để mình kiếm ra. Không biết đâu ta. Đâu nha. À đây. Đây con chế độ nhấn như như cũ là mình cứ nhấn và mình kéo lên. Đó. Còn mình để chế độ gọi là giữ nha. Đó. Đây mình giữ tay mình kéo luôn, mình khỏi không không nhả tay ra, nhưng mà nhả tay ra là nó tự mất. Còn cái tiếp theo là gộp chế độ ngồi và nằm nha mọi người. Đây này, mình bật lên là mật cái nút nằm đi, chỉ còn có nút ngồi nữa thôi. Đó. Khi mình muốn nằm là mình giữ nó, giữ giữ nó lâu một xíu là nó tự động nó nằm, còn mình ấn là nó ngồi nha. Đây. Cái này là bắn nghe hỏng ngắm. Chỉ cần muốn ngồi bắn mà mình giữ lâu một xíu là nó tự nằm luôn. Còn cái tiếp theo là con cảm biến con quay đầu ngược nha. Cái này cho mấy người gọi là bắn ghi rô thôi. Này cái này khi khi mình ghim tấm, bình thường mình ghim tấm là mình sẽ đè máy xuống, còn dưa là mình sẽ nâng cái máy lên nha mọi người. Nâng máy lên nó sẽ ghim tấm nha, mình ngược nên nó bị ngáo ngơ, mình cũng bắn không được, chịu luôn, chịu chịu chịu. Đâu mình tắt đi ra. Tắt rồi. Tiếp theo đến đồ họa nha mọi người. Đồ họa thì vẫn còn như bình thường, chỉ có khử rắn cửa là có thêm x2 và x4 nữa nha. Đó. Đồ họa thì như bình thường thôi. Có thêm đồ khử rắn cửa có x2 và x4 nữa. Điều khiển với xe đồ thì bình thường, đồ nhảy bình thường này. Đến nhặt, nhặt thì có thêm phần nhặt nâng cao nha mọi người. Nhặt hình như là nó tự động thay mấy cái vũ khí mình muốn lùm vào phải. Cái này là mình chọn phụ kiện và ống ngắm được nha. Nếu mà mình bỏ phụ kiện khác nó sẽ tự động nhặt vào trong ba lô, nó cũng không tự thay nha mọi người, không không tự thay đâu á. Nó có kiểu ngó như mình muốn á, mình nó tự nhặt vào thôi, tự nhặt vào cho mình thay. Đấy, có tất cả các súng luôn. Cái này vẫn khá là hay nha mọi người. Còn lại thì vẫn như bình thường nha. Còn tiếp theo mình sẽ chỉ cho mọi người búng cho mọi người. Búng khá là khó chịu nha. Ở trong chế độ rảnh á. Đây, mình sẽ có một video này. Video này là của người búng nha. Trên Video vẫn của còn trên còn mạng thật thôi. bo nữa Là chẳng hạn, búng lên bay lên nút đến bo phi thuyền bắn nhau lấy xu này. ấy. Ở trên này đó. Không cần bắn luôn, top 1 không kill. Ngon lành luôn. Chụp Đấy. giờ à, đăng giờ quay giờ Top 1 không cắt kill nha cắt mọi cắt người. đúng rồi. Thôi quay 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 xung quanh nữa, Không cần bắn, nhìn ở xung dưới tự quanh chết nhìn bỏ cả luôn. trên trời trên xuống Còn ở trên cái. này là cứ nhảy nhót.
Ok. Đây. Này. Còn đây là cái này là video là mấy bàn bị Má cái gì má? ở nước trên búng nha. Có nhiều là ở dưới không thấy người bắn luôn. Đó, cắn cắn máu này. Cắn đấy. Bà hồng quay. Mấy bàn Ok bà hồng quay. gọi là cái búng Bà này gì khó vậy? rất chi là khó chịu nha mọi người. Một tem 4 người đấy. Còn 10 người nữa này. Wow. Mua bảo quên được Đây. đó. Thấy chưa? Bơm được mà. Lúc sát đi, lúc sát không chứ. Chết này, Ôi, đây. nó chết bò rồi. Còn Nhà 6 top người này. 5. Đây, còn 5 người này này. Đó. 6 người mà top 5 con mình Mình không chó hiểu nữa nếu trên đó kìa. mà cái này mà chết con 5 người Vãi kia cứ kìa. là con lại 6 người là sao ta? Đây. Cái này ban này ao luôn đi nha mọi người. Đừng đưa luôn này. Ăn top 1 Nguyên luôn tem kìa. ao hết rồi, đừng đưa luôn. Đâu? Đó. Đừng đưa Ông lấy lấy top 1 mà cái con đó 6 hả? người không biết 6 người này Mẹ. Tôi cáo lấy gì top ta? mấy ta? Tôi hát lỗi này. Cái này Chết gì? bùng sao nó là con Ừ. 6 người mà không chết bo. Ờ. Thì sao lại top ta? Khi nào mà hết kiếm ta? Ừ. Mất máu. Mà chỗ này lên. Trên cái gì đó Đấy. tạo. Trên nó mốt Rất hả? chia khó Ừ. chịu nha mọi người. Buồn gì chụp hình lên Thì luôn. video của mình tới đây cũng là kết thúc. Mọi người thì hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là Rồi, nhiều. cái này.